quý vị đã quay trở lại với kênh PFG Nhà ở Mỹ. Thì hôm nay Hoa lại rất vui khi là được đồng hành cùng với chị Trâm để dẫn quý vị đến khu vực này, là khu là Park Edge của là Dior Horton. Thì khu này sẽ là một khu vực mà rất là lớn ở đây và nó rộng hơn là 300 cái cờ lớn. Nên là trước khi mà đi vào chi tiết hơn á, thì để Hân nhờ Trâm gửi lời chào đến quý vị nhé. Chào quý vị, em lại cùng Hân dẫn thêm một cuộc hành trình nữa cho quý vị đến tham quan một trong những cái khu nhà ở đây cũng rất là đa phương và họ rất là nổi tiếng với những cái góc 300 mét cờ, họ cần phải cần 1 năm mấy 2 năm nữa họ xây xong. Thực sự quý vị, từ hồi đầu năm á là giá ở đây còn 400 ngàn hoặc hơn là cho nhà, nhưng mà cũng căn nhà đó quý vị đã thấy quý vị đã rất là hơn 3 thôi, bắt đầu 3 quý vị. Trâm đang đứng trong cái mẫu nhà là 2 tầng và đây được gọi là một trong những cái mẫu nhà 2 tầng mà lớn nhất của Builder Dior Horton, đúng không chị? Dạ thưa quý vị, em và Hân đang đứng trong cái căn nhà 2 tầng mà có thể rất là to quý vị, 2906 rồi, gần 3000 square feet rồi. Mà khi bước vô cửa quý vị, tụi em rất là ấn tượng với cái cầu thang này. Nhưng mà nhờ tại họ làm cái cầu thang này thành ra đó, phía mặt tiền nhìn vô quý vị người thấy cái nhà nó rất là cao luôn. Dạ đúng từ rồi. Cả trong và ngoài đúng không nè. Bình thường có nhiều nhà ở ngoài thì mình vô thấy thấp thấp đúng không? Cái chỗ cái phía trước, cái porch phía trước á, vô mình thấy nó thấp thấp rồi mình vô trong nó mới cao. Đúng rồi. Nhưng mà này, cái nhà này đó quý vị, là từ mặt tiền ở ngoài đã thấy cao rồi. Bước vô trong mình từ từ mình thấy cái cả nó cao lên lại cao đúng hơn không? Và đặc biệt ít có cái nhà nào cầu thang mà ngay trước cửa mà lại nằm ẩn như vậy, nhưng mà lại nhờ có những cái khung cửa sổ này rất là đẹp. Đúng rồi. Em thấy như vậy mình có thể tiết kiệm rất là nhiều không gian, mình có rất là nhiều không gian ở đây. Và những cái nhà đó lại rất là hiện đại, nó đẹp nữa. Ở đây mình có thể để được một cái ghế sofa hay trang trí gì đây đúng không? Rồi đằng sau mình là một bức tường này, họ cũng treo tranh luôn, thấy không? Và quý vị cũng em thấy quý vị châu Á mình thì thường rất là không thích cái cầu thang ngay cửa, nhưng mà cái cầu thang này thì quý vị đừng có lo là nó bị khuất một bên cửa rồi, nên là mọi người đừng có lo. Cái này là chạy vô ngược. Đúng rồi. Trên xuống xong chạy ngược lại là vô nhà, nó không phải rất là tốt. Dạ đúng rồi. Dạ, đặc biệt quý vị nếu ở đây tưởng tượng mà mình có thể trang trí để một cái bàn, một cái đàn piano đây cũng rất là hay đúng không nè. Dạ, nghĩa là chỗ này là có thể thoải mái cái sở thích trang trí của vị ngay từ nơi bước vô cửa rồi. Tại vì khách mình đợi đến khi mà mở cửa bước vô là họ lúc nào cũng họ ấn tượng với căn những cái trang trí ngay trước nhà đầu tiên đúng không nè. Dạ đúng rồi. Wow, và đặc biệt quý vị, rồi mình bước vô ha, mình cảm nhận được là cái bề ngang của nhà này. Quý vị, là tụi em muốn nhấn mạnh lại là khu Park Edge này đó, đất rất là rộng. Cái nhà nhỏ nhất, cái bề ngang miếng đất đã 60 feet rồi. Wow. Nhà to như vậy, đất có thể là 70 feet hay là 80 feet luôn, bề ngang đó. Nên thành ra khi họ xây mình có đầy đủ luôn, nhưng mà mình không có bị, nó gọi là sacrifice cái bề ngang. Mình vẫn có bề ngang. Nên vậy khi mình bước vô, mình cảm nhận được cái sự rộng rãi của hai bên. Rồi hoặc là mình mua dọn đồ furniture này kia, quý vị, mình không có sợ trầy tường. Dạ đúng rồi. Hay là hư cửa này kia đúng không? Mình thấy được ngay là cái office nè. Wow. Wow, mình có double door luôn ha Hân ha. Đó, office riêng có một cái khung cửa sổ đây luôn nè. Vẫn lấy được ánh sáng. Thích hợp cho những người nào mà quý vị nào mình có business, mình làm ở nhà đó thì rất là thích hợp để mình tiếp khách ở đây luôn. Đúng rồi. Dạ, hoặc là ngồi học bài cũng rất là yên tĩnh ha, đọc sách. Cái này thưa quý vị, này là gọi là premium vinyl. Cái này đối với đi Builder Dior Horton là standard luôn quý vị, không có cần trả thêm tiền. Oh wow. Rất là hay đúng không? Dạ đúng. Mà cái này họ nói là water resistant. Nghĩa là sao? Nghĩa là lỡ mình làm đổ nước xuống á, mình không phải là bập bập đi chùi chùi liền được. Nghĩa là nó có chịu thể chịu đựng nước được
trong vài tiếng đồng hồ luôn. Rồi từ từ mình lao lại. Nhưng mà khi đổ nước xuống nó không có thấm xuống liền. Nó hay ở chỗ đó, tại bề mặt nó đã được xử lý rồi. Đúng rồi. Và nó sẽ bền hơn, nó không có bị dợp. Nhưng đúng mà không? Em rất thích là khi chị nói là nó đã include ở trong cái nhà rồi thì mình đúng rồi, chính xác. Nó cũng mình sẽ tiến được một khoảng rồi để upgrade nó. Đi thôi, tại nó có hay chỗ đó là mình nhìn thấy sao là nhà mình có sẵn vậy hết. Nhà mẫu như thế nào là nhà mình là gần như có giống vậy hết luôn. Rồi wow. Một không gian mở nữa là thưa quý vị, là đây mình có được nguyên một cái dining, khu vực cho dining room. Wow. Mà rất là rộng rãi nha. Mà hơn thấy có sự connected with cái living room nữa nè. Nhờ cái không gian ngoài chỗ này nè thì nhìn cái không đúng gian rồi. Trọng hơn thấy nhiều. Thấy không? Họ để được nguyên một cái dàn tủ ở đây. Thêm hai cái sofa hoặc thêm một cái sofa dài nữa. Đúng rồi. Mà cái đường đi vô cái ngay cái bếp mình vẫn còn không gian luôn. Chỉ có bề ngang đất bự đó quý vị thì là mình mới có được cái cảm nhận vậy thôi. Đúng rồi. Chứ khi đất mà nhỏ mà đất mức cỡ 60 á là mình sẽ không thấy nó rộng được. Đúng rồi, tại vì mình phải trừ không gian cho tất cả mọi thứ nữa. Đúng rồi, chính xác. Rồi, wow. Cái bếp cũng rất là open ha. Bếp thì nói chung là không có quá cầu kỳ nhưng mà nhìn rất là thoải mái, thoáng. Mình cảm nhận có sự thoáng á không? Đúng rồi. Dạ. Và cái màu họ dùng cũng nhã nhặn nữa. Rồi họ có mấy cái, họ làm mấy cái đèn hanging glass xuống cũng cũng đẹp đúng không? Và họ cũng có hay là họ có in the mouth sink luôn. Wow. Single luôn. Mình rửa nồi, ví dụ như mình nước mình nấu phở đi. Dạ đúng rồi. Mình divide là mình rất là struggle đúng không? Đúng rồi. Nó to vậy luôn. Đặc biệt là quý vị là họ cho thêm một, họ đã có sẵn cái valve để cho gắn cái máy lọc nước ở dưới cái sink. Và họ cũng cho mình một cái lọc nước luôn khi mình loading. Oh. Yeah, họ tình rất là hay. Rồi chỗ này là không biết là gì không nè. Cái nút này để làm cái gì nè. Máy xay đồ ăn đó. Có nhiều builder đó quý vị là cái để đúng xay rồi. Đồ ăn á mình bấm cái disposal là mình phải mở cái tủ ra. Đúng rồi, để mà công tắc. Cái tay mà đang dơ xong cái mình phải thọt cái tay mình xuống mình mò mình kiếm cái công tắc ở đây đúng rồi. Nè. Nhưng mà đặc biệt quý vị là Beer Hilton họ biết vậy sao tạo cái sự convenient là họ để ngay đây luôn. Mình cần cái mình bấm ở đây. Wow. Rất là tiện đúng không nè. Rồi đặc biệt cái faucet này là included luôn nha quý vị, nhưng mà mình không cần cái thêm tiền là mình có thể kéo xuống được luôn nè. Đó, rồi mình xịt luôn nè, thấy không? Nó dùng cái pressure wash á, giờ mình rửa cho nó dễ đó. Nhiều video khác cái này là upgrade, là mình phải trả thêm tiền thì mình mới được. Rồi, bếp thì mình cũng có màu hiệu Whirlpool, hiệu nổi tiếng ha. Rồi mình có được bếp xài bằng ga luôn. Yeah, rất là đẹp. Rồi tủ bếp này không để gì không nè? Nó có bề ngang đúng không nè? Thì quý vị thấy là nó rộng như vậy, mình để chén dĩa nó nhiều. Dạ đúng được rồi hơn. Rồi mà cái sơn này họ dùng nó láng láng như nè, lỡ không có dơ mình dễ chùi. Đúng không? Rồi wow. Mình ngoài kia là mình có dining room mà đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà ngay đây mình lại có thêm được một breakfast area nữa. Mà đây, ngay đây là họ để những cái cửa sổ dài xuống như vậy. Buổi sáng ngồi ăn sáng đúng kiểu ăn sáng luôn, tại hay quá giờ ăn sáng. Nhưng mà thay vì là bàn tròn họ để cố tình để cái bàn hình chữ nhật này cho mình thấy là ok, cái chỗ này đủ rộng để có hình chữ nhật luôn. Thank you.
vị sẽ được welcome bởi một cái dining room. Mình có nguyên một bức tường để mình treo trong lớn nè ha. Một bàn ăn dài được tới 6 ghế. Rất là rộng luôn. Dạ, đèn chandelier. Rồi, quý vị đây là không gian phòng khách luôn. Cái bát quá xíu sau này cũng rất là đẹp quý vị. Nấu ăn dặm cho mình dễ chùi rửa. Và bên này thì là tham nó sẽ là một sáp. Có những khung cửa sổ này hay bánh xe tự nhiên vào trong như vậy. Quý vị hay cái là hai phòng ngủ chính và phòng ngủ nhỏ được chỉ cách bên hông ngoài này thành đây. Có quý vị nào mà sẽ là chú trọng sự trẻ mất con bé thì bé ở trong đây. Nếu mà tối cực quá rất là tiện. Vậy là nếu mà vô nhà mình có cái phòng tắm đứng như vậy là mình đã có sẵn rồi, không cần để thêm tiền đâu, là nó cũng được to như vậy. Mà giờ thì có chỗ để khăn nữa, đúng không? Em cái này hơn mà trời luôn, rất là rộng, nhà rất là thích nha. Quý vị đã thích nhà trời mà nhiều phòng mà rộng, đây là phòng ngủ rất thích hợp luôn. Một cái phòng gian interior rất là sang trọng, quý vị. Cái bàn này rất là hay ta ha. Không có cái accent wall ở bên đây nữa nè. Bàn này rất là dễ thương ha. Dạ đúng rồi. Rồi treo trăm, mình có thể để TV ở đây luôn. Đây rất là đồng phòng làm việc. Để chính giữa nhẹ luôn. Ngồi đọc sách. Quý vị, đây là mẫu nhà trời. Quý vị nghĩ rất là 60 feet. Thì nhà trời rất là rộng luôn nè. Là quý vị đặc biệt là giá thì chỉ có khoảng 300 phần. Và cũng được đầy đủ những cái khuyến mại rất là thích hợp. Muốn phòng ngủ, story room đầy đủ hết. Nhìn chừng lên nhé, một đây họ bán rất là chặt. Em cũng nghĩ là vì thế là bản thân em cũng sẽ mua một số căn nhà như thế này. Thì mình có nguyên lớp rất là to, thì mình nhiều lúc mình có thể xin SUA mình cần tổ chức thoi để những buổi họp mặt nào quý vị. Rồi đặc biệt là mùa hè hay là event bây giờ mình đang ở gần tiếp cận mùa đông mà trời vẫn còn nóng quý vị, thì quý vị thấy là mình có lát khuôn để mình tập bơi, để mình bơi những người nào mà bơi mà theo cái kiểu bơi chuyên nghiệp á. Và mình có luôn cả những cái ống trượt quý vị mà rất là rộng luôn, thì cuối cùng mình có thể dẫn những em nhỏ ra đây để mình đi giống như là đi trượt nước nhưng không có cần phải đi cái waterpark đâu quý vị. Rồi mình có rất là nhiều những công viên nhỏ nhỏ mà có cầu trường để cho các em chơi. Rồi mình có thể ra đây nướng barbecue cũng được. Và những cái xung quanh đường, những cái hồ đó quý vị, thì mình có cái đường đi bộ. Thật ra mình tập thể dục này kia rất là tốt. Và đặc biệt ở gần đây thì mình có cái Missouri City, họ có một cái park cách đây có 4 phút thôi. Là quý vị ra có thể có hai cầu cá ở ngoài đó luôn. Rất là tiện. Và có sân baseball, có hết đầy đủ luôn. Cái park của thành phố đó quý vị. Rồi quý vị là ở đây như một khu nhà sang trọng nhưng mà thuế thì chỉ có 3.24 thôi. Nếu quý vị mua ở còn được giảm xuống nữa. Và đặc biệt đó là SUA chỉ có khoảng 9 euro một năm. SUA 900 nhưng mà mình có rất là nhiều. Đúng rồi. Em cũng muốn nói lại về cái khuyến mại thời điểm hiện tại thì quý vị nhanh chân thì mình vẫn có ha, là mình được cho tiền làm loan up tới 7.500 thôi xin khó. Đặc biệt là Dior Hotel sẽ lót tiền lời mình khoảng từ 5.5 đến 5.75.
là ngoài kia thị trường là 6.5-7 chấm gì đó, nhưng mà ở trong đây đi với đi hơn quý vị được qualify, quý vị sẽ được cái tiền là rất là rẻ rồi. Mà ngoài ra mình còn được khuyến mãi hiện tại là máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, hệ thống tưới cọ tự động, hệ thống sưởi lò. Đó, quý vị, mình có tất cả đầy đủ, coi như là mình cái thác đồ để mình dọn vô khu này mình ở thôi. Và nhà đã đang ready có sẵn luôn, họ giao cho mình trong vòng khoảng 3 tuần hoặc là tới trước cuối năm là quý vị có nhà mới đi vô ở rồi, không có lo lắng tiền lời năm sau có lên hay không nữa. Và như quý vị nói là quý vị, vị trí này rất là thuận lợi để mình đi những khu vực và bao le, đi ra đào thao, đi ra khu bệnh viện, đi trường len cũng rất là tiện lợi luôn. Mình khu này là nằm ngay dưới chân của freeway Phúc Bình Thu Quang, nên thành ra là mình vừa có freeway mình quẹo vừa là nó thu nhà mình rồi, mình đi đâu rất là thuận lợi. Quý vị trong thời điểm này muốn sở hữu cho mình một căn nhà thì mình ở đây sẽ là một cái vị trí mà mọi người có thể gọi là đầy đáp ứng được đầy đủ tất cả những cái điều mà giá rất là mềm, mình bắt đầu khoảng từ 3.3 cho nên là quý vị nhanh chân lên để đừng có thể bỏ lỡ những cái promotion này nhé. Và nếu quý vị có thích những video như thế này thì đừng like và subscribe để em và như là chị Trâm có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video hơn nữa nhé. Mình xin hẹn gặp lại.